Đoạn clip dưới đây đã ghi lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy. Theo đó, một chiếc ô tô màu đỏ đang di chuyển trên đường thì xi nhan rẽ phải. Đúng lúc này một chiếc xe máy lưu thông hướng ngược chiều lao đến với tốc độ kinh hoàng, tông thẳng vào ô tô. Va chạm mạnh khiến cả người và xe máy bị văng một đoạn khá xa. Theo dõi đoạn clip, người ta có thể thấy người đi xe máy đã chạy tới tốc độ cao nên khi thấy ô tô thì không kịp xử lý tình huống dẫn tới tai nạn kinh hoàng. Thời điểm đó, một chiếc xe cứu thương đang lưu thông ở làn bên cạnh đã dừng lại, các nhân viên chạy tới hỗ trợ, cứu các nạn nhân. Vụ tai nạn khiến nhiều người thất kinh.